Cát Tường phản ứng chuyện nhiều đàn ông đòi tìm vợ còn trong trắng. Trước câu chuyện của khách mời trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, Cát Tường thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khi nhiều người đàn ông đi tìm vợ với tiêu chí người phụ nữ phải còn trong trắng. Là bà mối trong chương trình Hẹn Hò, Cát Tường thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình bất chấp có thể bị ném đá. Tập 312 chương trình Hẹn Ăn Trưa lên sóng cùng Cát Tường mai mối cho Nguyễn Văn Chương, 30 tuổi, Thanh Hóa, đang là nhân viên bán hàng ở Bình Dương. Ghép đôi với anh là Nguyễn Thị Huyền Trang, 28 tuổi, Bến Tre, đang làm việc cho công ty may mặc ở quận 12. Cả hai đều đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và có chung mong muốn lập nghiệp lâu dài ở đây. Theo chia sẻ, Văn Chương tự nhận mình là người nhút nhát, ngại giao tiếp. Khi Cát Tường hỏi về tình trường, anh kể trải qua hai mối tình và từng bị bạn gái cũ chê, thiếu chủ động. Chàng trai 30 tuổi tâm sự, tính em thì nhút nhát mà bạn kia thì mạnh mẽ quá. Bạn ấy bảo em con trai mà nhút nhát quá. Trong khi đó, cô gái Huyền Trang có điểm mạnh là biết nấu ăn, thân thiện, biết lắng nghe, nhưng cũng có nhược điểm là nóng tính và thẳng tính. Chia sẻ về tình trường, cô cho biết từng có một mối tình nhưng dở dang vì phát hiện bạn trai không trung thực và đã quen một cô gái khác từ trước. Cô xúc động kể lại, tình cờ có lần em phát hiện ra anh ấy nhắn tin với chị đó nhưng anh cứ chối. Ba mẹ ảnh cũng muốn hai người đó lấy nhau vì chị ấy là giáo viên và nhà cũng gần nhau. Thấy ảnh cứ không thành thật nên em chủ động chấm dứt, lúc đó niềm tin của em không còn gì nữa. Sau khi chia tay, anh ấy đã kết hôn với chị đó luôn. Còn em suốt gần 5 năm qua không quen thêm ai nữa vì đã mất niềm tin vào tình yêu. Lắng nghe câu chuyện của đàn gái, Cát Tường bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ, sau khi chia tay phụ nữ thường mất nhiều hơn. Dĩ nhiên cũng có những người phụ nữ lăng nhăng, quen người này rồi thích người kia. Nhưng Tường thấy đàn ông họ ít bị tổn thương hơn phụ nữ. Bởi vì ngoài tình cảm, trái tim mong manh bị tổn thương thì họ còn mất nhiều thứ khác nữa. Mình nói thẳng luôn, đàn ông lúc nào cũng muốn thêm chứ không muốn bớt. Tôi cứ nói vậy, ông nào có chửi thì tôi cũng chịu, sự thật nó là như vậy. Quay lại chàng trai Văn Chương, nữ MC hỏi suy nghĩ của anh sau những chia sẻ vừa rồi và nhận được câu trả lời, đàn ông cũng biết đau buồn chứ chị. Lúc này, Cát Tường thẳng thắn, nhưng cái đó là về tinh thần thôi, tôi đang nói về thể xác, dù sao phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn. Tại vì sao? Tại vì có nhiều người đàn ông đi tìm vợ mà vẫn mong muốn vợ phải còn trong trắng. Trong khi mình thì từ lưa hết rồi mà cứ muốn phụ nữ trong trắng. Tìm ở đâu mà ra? Khi được hỏi về tiêu chí chọn vợ, Văn Chương cho biết bản thân không quan trọng ngoại hình, miễn là biết chia sẻ, yêu thương gia đình. Về phía Huyền Trang, ngoài mong muốn một người đàn ông yêu thương gia đình, không gia trưởng, cô cũng mong người đó ngoại hình cao ráo bởi cô cũng đã cao 1.7m, dù đàn trai không đáp ứng được tiêu chí này song cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Sau màn gặp mặt, ăn trưa và trò chuyện, cả hai đã tìm được những đồng cảm trong quan điểm sống. Trong cuộc trò chuyện, Huyền Trang khéo léo hỏi liệu sau này có phải về làm dâu không? Bởi vì cô không muốn lấy chồng xa. Lúc này, Văn Chương thoải mái chia sẻ, thời đại này đâu phải như ngày xưa đâu mà bắt làm dâu. Nhà anh không quan trọng chuyện đó. Anh lập nghiệp và chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng được, bản thân anh cũng thấy hợp với môi trường ở đây. Được sự ủng hộ của người thân và Cát Tường, cặp đôi quyết định bấm nút hẹn hò để trao cho nhau cơ hội tìm hiểu hơn. Nữ MC cũng gửi lời chúc, mong cả hai cùng vun vén cho mối tình này để sớm có cái kết đẹp.